Theo bạn, điều gì tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết nhất của một thức quả? Là nhờ mẹ thiên nhiên ưu đãi, nâng niu? Là nhờ đôi bàn tay chắt chiu, ươm trồng của các cô chú nông dân? Hay là sự thấu hiểu tương tận, đặc tính của cây giống? Với chúng tôi, mỗi bước đi trong hành trình 30 năm nuôi dưỡng vườn bưởi da xanh Uncle Hai đều được bắt đầu từ lòng nhiệt huyết và khát vọng tạo ra một di sản sống mãi với nhiều thế hệ. Trái bưởi Uncle Hai được kết tinh, chất lọc từ hương vị đất trời, là viên ngọc lục bảo ôm trọn tinh hoa miền đất Sóc Trăng. Chúng tôi hiểu rõ, chỉ khi biết trân trọng và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên thì sản vật thu hoạch được mới có giá trị thực sự. Bởi lẽ đó, song song với các phương pháp quản lý nguồn nước, môi trường đất và giống cây trồng, chúng tôi còn cẩn trọng trong từng khâu chăm sóc và cải tạo thiên nhiên. Cùng với mong muốn tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa tới toàn xã hội và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo, vườn bưởi da xanh Uncle Hai đang cùng hàng trăm nông dân Sóc Trăng bước trên hành trình mới với một tình yêu lớn dành cho nông nghiệp bền vững. Chúng tôi luôn tâm niệm, sản phẩm chứa đựng tấm chân tình của những người nông dân chính là món quà trọn vẹn nhất. Bằng tất cả nhiệt huyết và sự tận tâm dành cho cây bưởi, Uncle Hai tin rằng hương vị ngọt thanh thấm đượm trong từng tép bưởi đỏ hồng sẽ chinh phục được trái tim mỗi người thưởng thức. Bưởi da xanh Uncle Hai, một hành trình lan tỏa yêu thương và nâng tầm nông sản Việt. Bưởi da xanh Uncle Hai, ngọt thanh cho người xanh.